Xin chào tất cả các bác nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình. Thắng vừa gánh thành cầu Nậm Thuộm xong. Giờ thì đến màn ẩm thực của bà con. Bà con đang làm các loại món nướng. Hôm nay lại được ăn củ này rồi. Xin chào. Chú cháu gì anh em thôi. Chú đây à? Trước uống rượu bảo gọi bằng chú gì à? Đây chết nhà. Trời ơi. Món này nấu cái gì nhỉ anh nhỉ? Xào với thịt nạc à? Đây à? Bà con vui nhỉ? Đây. Thịt nướng la liệt luôn. Lại chào chú. Anh à? Anh hay chú? Chú thôi. Chú. Các món nuốt lưỡi luôn. Dạ. Đào củ đậu. Vâng. Tí nữa xem là ăn kiểu gì. Đào nấu ấy mà. Đào nấu món gì anh? Xào thịt lợn mà. Đây rồi. Thế cái này là món riêng à? Cho nhà bếp à? À cái đấy tét muối mì. Được đấy. Món này ngon đấy. Mưa này làm thì nó lâu đấy nhỉ. Nhưng mà sắp được ăn rồi. Nhảy không cái này đũa to này. Hôm qua làm kia 29 cân kia. Sáu vô. Thế à? Sướng. Con này này bao cân đây? 50 hay 50 cân. Mua rồi. Ôi trời. Nướng à? Không. Đường vào khó khăn quá. Đúng mùa đây. Rau dốc cá. Rau má này. Dớn này. Toàn các loại rau. Cái này gọi là cây đao. Xào. Tiết canh à? Kìa nhân tiết canh à? Đây món này xào cái gì đây? Món này xào. Xào không á? Chanh rừng ấy. Lại lá chanh rừng à? 600.000 cân lá này. Nồi trong kia nồi gì nữa anh? Xương à? Mà mấy củ đao ấy. Nấu mấy củ đao đấy à? Cái này là xào với lá đao. À, xào với lá đao nữa. Lá mà. Chẳng lá, cái kia lá. Thịt kia. Thịt nướng kia không xiên hết à? Cái này xào và xào. À. Trong này canh xương à? Món gì đây? Thịt hầm à? Đây ôm đao đây. Đây mở cho Thắng nó quay một tí đi. Đâu? Món ôm đao ấy. Đâu? Đấy. Củ đây à? Còn kia lá là xào đấy à? Cái lá kia là xào thịt nạc. Năm nay còn mấy củ tao đùng rồi nhỉ? Thắng ơi. Đây là xương. Đã kiếm ăn đây rồi. Thịt lợn đấy à? Thịt hầm đây à? Mày cho xem. Ai hầm à? Chứ không phải luộc đâu. Da. Cái này ăn sống á? Ăn sống mà. Nhưng mà đây già rồi. Già rồi. Cái này là hôm qua đi lấy à? Cái này là sáng nay. Sáng này à? Đi lấy à? Gọt
được. Đâu thử nào, test cái nào. Trên trạm V3 đấy có gì rồi nhỉ? Tay run thế. Chưa được chén nào. Thật á. Già này mày nhiều nhựa rồi. Hơi bị ngứa cổ à? Hơi ngứa tí. Ôi thôi thế thôi. Nào chị được test chưa? Có phải chấm gì không? Dạ. Ăn như kiểu là sẵn ấy nhỉ? Như kiểu như kiểu nó sống được. À. Con. Củ này vẫn hầm được, vẫn non mà. Vâng. Ở nhà bạn tình. Đây là nước chấm à? Chấm là nộm à? Nộm. À, ruộng rau dớn. Đây rau dớn luộc đây rồi. Wow. Xanh nhờ. Nhân tiết canh. Chỗ này phải đánh 20 bát. Ông nào băm tiết canh đúng là nhất tỉnh luôn nhờ. Vâng. Băm xả ton cả nhân. Ây da, món này tét luôn đấy à? Hả? Chưa được tét à? Hả? Chưa. Tét luôn thử đi. Lưỡi này, tim này, vách ngăn này. Đưa đây em cầm cái này cho. Ui dồi. Cẩn thận rơi. Đấy. Ấy. Thì anh nhá, thì anh tay gọi nhá. Dạ. Thì anh tay gọi nhá. Ai? Cái này lưỡi à? Đây. Chờ nó tí đã. Đồng đây. Đây là bát đũa này. Bát đũa về. Ô, sao có cây cải này đây này? Sự mang vào đây à? Bát đũa. Ngồi chỗ nào cho hết được? Trên mới gầm sàn à? Ấy à, tráng sĩ này chơi mâm quạt kìa. Đây hố điện. Không có điện thì cứ quạt tay. Còn về đây là nguồn nước này. Được cái nậm thuẩm là nước ngập. Theo tiếng Tày là nước ngập nên là thừa thải nước luôn. Kia còn kia không xiết nữa à? Kia xào đấy. À. 10 dưới rồi. Đẩy tốc độ nhanh đi. Để ra 2 đến 11 giờ hôm nào đéo gì gặp nhanh thế. Chưa ngồi. Thiếu văn nghệ thôi. Thế năm ba bì dày nhờ. Bây giờ thắng nhá, vừa nướng vừa ăn thì nó ngon hơn, nhưng mà lúc mình ngồi vào ăn ấy nó nóng nhá. Cái này bây giờ mà cứ kiểu ngồi nhâm nhi ở đây đúng không, cứ rút ra một xiên hai xiên xong rồi chia nhau đúng không, xong rồi làm chén luôn ăn ngon lắm. Nhưng mà đến lúc mình ngồi mâm này ăn cảm giác nó chả thấy ngon, nuốt nước bọt.
Đấy. Còn đấy. Phải rửa cho trắng thì thôi à? Đấy, cho hết nhựa à? Nhựa nhiều đang thâm thâm đúng không? Cái này ngâm nước cho trắng. Đây, đây nó lá nó này. Đấy. Cái lá này ra nó như kiểu lá dừa ấy các bạn. Đấy. Lá dừa. Đấy. Món này cái này phải là cái cây nó nấu rượu không nhỉ? Đúng rồi, cây đào nấu rượu. Cây cây đào nấu rượu đây đúng không? Ờ. Cái này mình rượu này mình được uống ở trên đán dầu 2 một lần rồi. Nước ở đây sướng. Đấy. Nước ấy. Đấy, nước thoải mái dùng. Nó sạch. Cứ ở đâu có nhiều nước thì sử dụng đồ ăn nhiều nước nó cũng sạch các bạn. Đi đem ra mà nó tỉnh á. Tôi. Đi đem ra mà nó cái này đổ sang đây cho xào cùng hết này, đổ sang mâm này này, thịt nướng thì xào luôn này. Nước hết thôi, cho cái này vào đây cho cái này sạch, cái này sạch đây, ở dưới đi thôi. Cho em lấy cái nồi xào lòng xào thịt cho nhanh đi. Rồi. Ừ, biết bố trí đi. Khả năng phó chủ tịch phải xào thôi mới nhanh được. Tiết để đâu ấy các anh ơi, tiết để đâu ấy nhỉ? Tiết ở bên kia kìa. Ôi ôi vàng ở đấy, cái này ui, thơm thế ra chỗ này. Bảo sao cứ thích ra chỗ này ngồi. Ui, thơm. Sướng. Chưa được ăn nhưng mà ngửi mùi thơm nó thích gì. Thiên này thầy cả. Phân công nướng này có mấy ông đấy? Ô mà thật ô. Mày chưa mà tao mấy hồi thay tháo tới cái đó vừa này. Ba mình lo nó đã cả chuẩn bị thêm để xoay là tốt tập gì ạ? Này chuyên đầu bếp ở Trang ấy. Thế à? Chuyên đám cưới làm đám nhà bốc mà bốc mổ đúng không? Hả? Chuyên đám cưới các kiểu là hôm nay đám ma làm nhà bốc mả là chơi đất trưởng bếp. Thế à? Chút. Chảy hết rồi. Mạnh quá. Đây là thịt hầm đây đúng không? Thịt luộc. Đúng rồi, các ông bảo thì hầm. Hầm. Hầm rồi. Tạp ăn là cứ bảo hung lên kín thôi. Thế à? Hung lên là hầm đấy à? Hung lên là nấu lên. Người Dao ở đây là giống người Dao ở bên Tuyên Quang phải không anh? Không không giống bạn bên Dao áo dài ở trên kia nhỉ? Khác đúng không? Kim Linh á. Vâng. Kim Linh cùng là nhau. Cùng nhau đấy. Cùng nhau à? Cũng cục cục đỏ đỏ này à? Cái này hướng thế này không chịu lắm. Hôm nay nóng. Quen rồi. Ông này là cái chỗ nào mà nóng với cả lao động trong môi trường độc hại là ông ấy làm. Không. Chỗ nóng nhất là ông Vinh Sờ thì đấy. Con này mấy mấy năm rồi? Ủa, nhìn ba chỉ này đã đời không? 3 năm rồi. Muốn mua hay có. 3 năm rồi. Ủa, ủa, ủa. Con này nhìn như thịt chó ấy. Được à? Vâng, còn ba chỉ này xuống nhỉ? Ba chỉ xuống đây. Đấy. Ô, giờ làm gì có biết nhìn. Ba chỉ nhìn cái lông này của nó dày lông to. Da dày xong rồi nhìn cái cổ của nó không khỏe. Ngửa lên, ngửa lên, ngửa lên. Đấy. Trong trong đồng ruộng ấy có ông làm cái lán này lên bốn con. Dư thật rồi. Đấy. 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 Nước chấm.
nước chấm. Đây là chanh chiếc pháo đầy đủ ấy nhờ. Còn cá một chiếc lắm á. Lộn đây. Người có uy tín nhất làm nhé. Bóng rồng, bóng rồng. Bóng. Đây là sao lại phải để bát này anh? Để bát cho nó khô cho. Khô nhanh á? À. Khô cho nó khô. À. Khô bát đây. Khô bát. Nó đang dính. Cá tiền nó bố mẹ, cá tiền nó bố mẹ. Tiết canh ấy, tiết canh, canh tiết. Quá ngon luôn. Thơm chưa? Có hạt dổi mắc kén mới cả xả phát vào là thơm luôn. Đang bốc mùi đấy. Đổ nước rồi. Ui dồi, ui dồi, vàng suộm luôn thật. Ui dồi, tuyệt vọng luôn. Lấy vợ hai cho tình ấy. Lấy vợ hai. Hai cái lai tai dài. Hai. Đây ông Minh thì làm chủ. Chủ hôn à? Cái này ngửa ra tí này. Cầm hộ cái này với. Ngửa ra. Ngửa. Rồi, ta đưa. Sát vào đi anh chị. Rồi, tỏa vào đây. Không, ngửa ra, ngửa, đấy. Như cụ cưới. Thật. Đúng như cụ cưới thật không? Công an này ông bảo đúng như cụ cưới. Cháy đấy. Cái này xào với cái gì đấy? Thịt xào với lại cái kia mà. Lại ra đây lên lảng vảng ở đây rồi. Ôi, món này mới là món ngon này. Nào tét tét muối mì đi. Không có sốt. Ngọt nhỉ? Ngon lắm cháu ơi. Ngon lắm Trình ạ. Đảm bảo làm nào để mua được một con như này đây này. Đây này nó đây. Nó vừa mua hai con trong này rồi. Nhưng nó phải nạc như này cơ. Nạc luôn. Nó còn nạc như thịt chó luôn đấy. Thế à? Ừ, lợn trong. Đây là mấy hộ trên này đẩy. Bảo Tình bắt cho. Hôm nọ có mấy bác bảo em mua hộ cho trong này nữa mà. Thế à? Ừ. Đây là những cái bát đánh cái canh gì vào đây. Mấy nãy mấy đứa em mở cái trại kia em bắt thả hết thủy nhân này. Lấy mâm. Ngon lắm. Ngon ăn đi, tí nóng. Thế bây giờ làm nào để nóng tí nữa. Trong này không có sóng nào, tí bảo thế? Bạn Tình riêng thôi. Hoặc anh Minh ấy. Ừ. Mua đến một con này về mổ mấy nhà chia nhà mua của đấy ăn dở. À rồi, cái này ngon lắm, mấy miếng này. Đây nữa, em đã không ăn được nữa. Đây là 5 chỉ luôn này, không phải 3 chỉ nữa đâu. Đấy. Bác đầu bếp ăn miếng đi bác. Ăn đi. Đấy miếng đây. Mỡ gì chị ăn miếng này mới ngon. Đây tí nữa trộn mấy lá này đúng không? Lá 600.000 cân này. Lá gì mà có. Lá này là lá. Lá gì nhỉ? Cây chanh rừng. Thái miếng này đi. Trộn súp đúng không? Thêm tí nữa trộn súp. Thái lá kia ra sóc lên là không cần chấm nữa đúng không? Đúng rồi. Đấy, thái đoạn này đi. Ủa thế này bây giờ mà ăn thì tí làm sao ăn được nữa nhỉ? Thì bây giờ ăn thôi, tí nữa ngồi vào gọi là đánh lạc hướng thôi. Chỗ này nó phải là bao nhiêu chỉ đây? Đây. Đấy. Tuyệt vọng chưa? Đó. Nào thái đi anh ơi. Đang thèm quắt tai vào đây. Đấy mời chị trước đi. Không đấy. Chị ăn miếng thứ hai không có sụn, ít sụn hơn. Chị lại không thích ăn sụn đấy. Ngon chưa? Sụn mới ngon. Đây này. Đây. Mà con lợn này nó cũng bị già. Ừ. Vừa hơn 5 tí mà. Ồ, chị đi ăn hũ của đi đi. 3 năm rồi đấy. 3 năm rồi đấy. Hơn 5. Hơn 5. Chủ nhà người nuôi bảo hơn 5 thì đánh lạc hướng rồi. Nào Tình ơi, mày há mồm ra. Tình. Há mồm. Há mồm ra. Đấy. Mời anh không?
Ngon không? Tuyệt vời luôn. Tiết canh ai đánh nhỉ? Được rồi, thế thôi, hào lắm. Vừa tầm rồi, nổ nổ rồi, được rồi, thơm rồi. Đấy, không phải nghe người già chứ. Kêu nổ đôm đốp thế là được rồi. Đấy. Các chị em rửa chén rửa bát. Toàn gái xinh của thôn. Đây là hàng đẹp nhất của thôn nhá. Đấy. Anh em nào mà muốn ấy thì qua Facebook của Thắng nhá. Lấy các chị em này là có Facebook hết đấy. Chị em này toàn là Facebook live thôi. Facebook là gì nhỉ? Không biết à. ấy thôi à. Thịt xào. Lâm thuẩm là hôm nay là coi như ăn Tết luôn. Đấy. Như có đám cưới, bà con vui, bà con phải nhảy xếch. Thắng này đi cùng cơ quan nên là sợ không ở lại được với bà con lâu. Đấy. Em bé vẫn còn trên lưng. Em bé của em đâu rồi? Cất đâu rồi? Sao không điệu vào? Ê, đánh lạc hướng à? Người ta phải có cả buồn, người ta phải tránh thủ quay phim quét tất thắng, người ta phải cười ra chứ. Để làm cho nó đẹp một tí chứ, cho ngày con này về. Tranh thủ có Nguyễn Tất Thắng vào rồi khoe tí. Đấy trả thôi kìa. Đấy, hello. Mẹ láo lẽ. Mẹ nhìn như thế này mà láo. Đấy, cải này mới là cải ngon này. Cải này em qua lấy từ ấy về đây. Anh Sự lại cầm vào đây à? Lại cầm vào đây, tí anh em mình luộc làm một bữa. Mầm đá. Đây là tiết canh. Tôi hết nha, để thêm 1 2 bát nữa. Đang bỏ lấy thêm bát rồi. Đánh nhiều thế cơ à? Tiết bát à? 30 bát à? 30 bát. Không phải tiết kinh của Thắng đâu nhá. Không có. Đấy. Này bà gì nhỉ? Duy không đi nhỉ? Lại bà nhắn tiếp thế này thì em mới bắt về đấy. Đây. Em mới lấy bắt về đấy. Đây. Có nước ấy chưa? Đáng nhẽ phải băm tí ớt vào cùng. Đúng ngon. Thật mà, cái canh này. Tí một số người lại ăn được. Còn đâu mình ăn được ớt là mình chén tuốt. Thắng ơi, hết đói rồi đi về đây. Ai dạ, có cái chậu á kia nhờ. Chậu. Anh ngồi đâu em sẽ kỷ niệm với anh một đĩa. À được. Đấy là hay. Đúng sở trường đấy, lá đu đủ. Nấu với rau dớn. Quá chuẩn luôn đấy. Bây giờ mới nổ thôi, xuống rồi. Ông Ben đi chắc. Đây sao rồi đây rồi đây đúng không? Đây. Ừ. Tôi sáng tuổi đây hả? Nổ nền bê tông rồi các ông ạ. Cẩn thận đấy. Vào mắt như chơi. Nào tét muối mì cái nào.
làm một chuyện đi đâu. Đấy, em có ăn chua nhiều nha. Ngon lắm. Đúng là đói vào với bà con cái gì ngon. Đúng rồi, em lại không thích nước mắm. Đúng rồi. Cứ tương ấy vào, cứ tương muối trắng, muối hạt to á. Xong là gia vị vùng cao của mình vào nữa. Đấy, mắc kén hạt dổi. Rau cải này á? Hả? Rau cải này anh lấy ở Cao Má Pờ về đấy. Cao Má Pờ á? Ừ. Thế ở đây thì thấy thật ở đây không có loại rau này đâu. Không có rau này á? Ra ngoài chợ tìm xem có giống không? Gọi là rau cải gì? Mầm đá. Rau cải mầm đá? Ừ. Rau mầm đá. Đấy đây này, nó ra cục cục này. To mà. Thế củ của anh to thế nào? Củ của anh nó bằng ngày này. Một cây. Hỏi vớ hỏi vẩn. Khó trả lời nhất trong thi ai là triệu phú chả trả lời. Ngài cứu rồi. Điên canh. Cái này mới là cái đây đó. Mặn rồi. Màu tiết là nhìn mới biết là mặn. Thêm nhiều nước tiết vào đấy, nhiều tiết. Không mặn. Hả? Không. Chắc là cửa kép này. Kép này. Cửa kép này. Cửa kép rồi, không phải mặn đâu. Đây. Màu á. Nhìn màu là mặn. Đúng rồi. Em kinh nghiệm tiết canh rồi. Ai giả trong này tủ tiết ghê không? Ghê không? Chạm chiếc là nộm nước là xong xuôi hết rồi. Xi măng nó nổ đấy, bảo rồi. Nổ xi măng. Rau này ở biên, rau này biên giới mà không. Ôi giời, cẩn thận đấy, nổ bê tông ấy nhá. Cái đấy chín rồi đấy. Cái này trái rồi được mà. Vâng. Ăn cái này ăn sốt được mà. Vâng. Thì thịt chiên là cái này đỏ. Đỏ nó này thì ngon. Cái này thì nổ về đâu. Ok, mua đây đi. Thôi xào lại cái này luôn. Đúng rồi, xào luôn chảo đấy. Tí con cho lá đao vào. Ờ, đúng rồi. Thế thì cho sang nồi chảo vào đi. Ui dồi. Pháo nổ tết. Bắn vào mắt đấy. Cho lên cho cái chủ núi xong luôn rồi. Đấy. Cái bê tông rồi. Mang cái bì vào trong cái hướng này. Coi. Mỡ đây à? Xào món gì đây anh? À. Chuẩn đấy. Vừa mỡ thôi. Mỡ lợn này mới chuẩn này. Để đâu nhỉ? Là đao. Cho lên múc luôn. Cho múc xong rồi cho lên luôn. Ừ, cho đĩa luôn, múc đi. Chia đi. Lá đao. Đâu mấy chị em phụ nữ nhanh. Kia
điểm hả? Rồi bê lên được rồi, bê lên đi, bê luôn. Cho lên nhà đi bạn ạ. Cho đi lại nó đỡ bị bụi bẩn như thứ này. À, bê bên nhà đi. Cho lên nhà đi. Coi. Coi to cho vượt. Sao lẫn nhau được mà. Giờ tay nó mới nhanh được. Đũa thiếc thì nó lâu lắm. Trên này không có bóng điện nào nữa à? Ba cậu nhờ. Đây đúng không có điện. Vừa nói ở ngoài không có điện xong giờ lại bảo không có bóng điện nào nữa à? Đổ luôn vào. Thịt luộc nữa. Thịt luộc mới cả. Rau dớn cũng là cho vào ấy rồi. Vâng. Cái gì? Chắc được rồi. Mày quá được rồi. Ăn tạm được rồi, gọi con là súng đi. Toàn xui anh. Chú bò, con đều đáy. Đấy, làm sao? Ờ. Làm sao? Cái gì? Thịt luộc à? À thịt rắc lá chanh à? Vừa ngay ấy rồi. Chuẩn bị rắc sóc chưa anh? Chuẩn bị sóc rồi đây à? Miếng cuối cùng rồi đây à? Cho em cái mũi chưa bắt giới cái nào. Vâng. Đấy. À, mời các bác ơi. Vâng, đây. Anh Sư có làm cái mũi bắt giới không? Đấy, làm cái như đấy. Đấy. Thử cái gì ăn thật luôn nè. Ok. Hơi mùi nhỉ? Thơm mà. Cái này thơm. Cái rác kia vào. Ừ, rác kia vào. Chanh rừng đấy. Chanh rừng 600.000 một cân đấy. À. Đúng không? Tí nữa. Đấy. Hất mạnh lên. Đấy. Đấy, cho đều. Đấy. Đấy. Đấy, thịt này thơm chưa? Rồi, bê luôn lên trên họ xếp ra cỗ lá luôn. Xếp ra lá. Chín rồi thì thôi. Chín quá không ngon đâu. Lá đu đủ càng chín càng đắng. Vừa tầm vào thôi. Món gì đây chị? À.
Múc canh đi. Ấy là nồi canh được ấy nhờ. Có ăn thử một miếng không? Thôi thôi anh không ăn thử nữa đâu, ăn nhiều quá. Cái này thì ăn chưa? Chưa. Hôm nay ăn lần đầu tiên. Cháo được bát. Cháo cổ chứ tại. Hai bát nha. Món này có cưới, cưới có làm không? Có. Cũng làm à? Bạn đi người làm. Ăn lấy được. Cái đạn món này ngon không có ai đi lấy được đâu. Sáng nay đi lấy cả buổi mới được một củ. Thế à? Đi, sáng đi một tí thế với cả buổi đâu. Ui nó bở ra như là củ quay. Làm một tí làm hai quả về to đùng rồi này. Làm một tí thì có. Đã cả bút rồi là hành cơ. Chưa sướng à? Làm một tí chưa sướng à? Làm tí thì có. Trời. Hôm qua đi đấy. Đám cá kia. Đám củ. Đây, thịt, thịt lợn như, như thịt lợn. Thôi anh không thử cái nữa đâu. Nhiều cái lắm. Thử mấy cái liền. Thử nhiều quá rồi. Ta dòm phun ra một hàn. Chắc nó dòm ra. Muối mâm 2 bát à? Muối mâm 2 bát. Có có đủ. Ăn hết lại múc. Bát xong là tí nữa hết là múc sau. Có đủ bát không? Bát tô không đủ. Cháo y non thì 40 gram. Bát cháo. Mà tưới nước vô đấy. Có cháo cũng như là tàn tẩy đấy cháo. Được chưa? Chả, chả nướng xong rồi chứ nhỉ? Xong rồi. Cho lên thôi anh. Cho lên rồi. Vâng. Cái này là còn đấy nữa thôi à? Tét à? Để... Vẫn gần... Sợ nổ lắm cái này. Giải tất ra. Các bà này là biết hát đấy đây. Hát cọi đây nhỉ. Đang các bà những người có tuổi trong làng. Đàn ông thì như là tuổi cao là ít nhỉ. Đa số là phụ nữ thôi nhỉ. Các bà nhỉ. Mất hết rồi ạ. À? À. Đàn ông là đa phần là họ mất sớm. À, họ đi mãi không về rồi. Đấy, bà con vui không? Ồ. Các kiểu. Anh Lượng phó chủ tịch này rất là uy tín đấy. Lần nào vào cũng thấy cơm cháo vào bếp. Được đấy. Kiểu là như kiểu là cứ phải ta làm ăn mới thấy ngon được. Mâm đây. Đấy. Cao y năm
mỗi mâm hai bát. Ngủ đi để cho ấy mẹ còn làm nhờ. Nhà Tình vẫn chưa quay được ván nhỉ? Chưa. Vẫn phải quay lưới đen này à? Ờ, tình hình này chắc lâu à? Nhờ anh giúp mới được đấy. Còn ăn cái mâm chờ mâm nhất dưới chiếu nhé. Chuyển vào dưới chiếu. Cái này là chưa có mâm. Trong này không có điện, khổ thế đấy. Bát con những cái mâm này chưa có rồi. Không đủ mâm à? Không đủ mâm giải lá chuối luôn đúng đấy được. Đấy, bên kia cũng đặt thế thôi. Đặt thôi anh ơi, thế này đem đi hết chưa? Ôi thế thì đây cũng đủ rồi. Thế mấy con ha? Còn gì? Còn 2 xiên hay 3 xiên nữa. Thế thì còn thì mang đi. Nướng còn cầm lên đây đi. Mâm này đâu? Cầm luôn cả xiên lên anh ạ. Tuốt luôn ra. Ơi, chó má nào. Chuẩn bị lên được rồi. Mời các bác lên đi. Ôi thịt nướng còn đầy này. Thế cho bên kia mâm kia tí. Mâm kia thêm tí nữa. Mâm này ít quá. Cho đây. Mâm bên này nữa. Đấy, nó ít quá. Đây, cho đây.
Đó. Mâm nào ít thì bổ sung thêm. À kia, mâm kia chưa có tí nào. Thì luộc mâm này có trường mới này, chưa có thì luộc đâu. Thì luộc đâu hết rồi nhỉ? Thì luộc còn đặt đấy rồi nhá. Sang ra đi. À còn thịt nướng kia có. Anh Bố Đức ơi. Còn thiếu một mâm kia thịt nướng nữa. Hết. Mời các bà vào đi. Các bà ngồi vào đi. Người già. Mời đi. Mời các bà vào. Nuôi tao nó bị khá nó xuống cùng. Đấy, người già. Vâng, đây. Ok, em đây. Xuống cơm nhanh ấy. Rồi, vào ăn cơm rồi. Đang kết thúc cái video của mình ở đây nhá. Ngồi vào đi, các bà ngồi vào đi. Cứ ngồi đông vào cho nó ấm. Đông cho ấm. Trời này nó cũng không nóng đâu mà. Thêm người đi, gọi thêm người vào đây đi. Đến giờ ăn cơm rồi nhá. Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Rất tuyệt vời, bà con dân bản Nậm Thuổng. Đấy. Một bữa cơm rất là đầm ấm. Khi xong cầu, đấy, bà con tự túc mua lợn để tổ chức liên hoan. Rất là khí thế đấy, khi nhận được cây cầu này. Đấy, và Thắng cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều đã quan tâm ủng hộ giúp kênh của Tất Thắng đến với cả bà con có những cái số tiền như này. Huyện đã kết nối với các nhà từ thiện và giúp đỡ bà con xây dựng được cái cây cầu của mạng của Nậm Thuổng đã hoàn thành được cái ý muốn, và đây là một cái ước mơ mong muốn của bà con xóm Nậm Thuổng bấy lâu nay và hôm nay đã trở thành hiện thực. Để cảm ơn các nhà hảo tâm, các nhà từ thiện cũng như là cá nhân anh Thắng cùng với ở tỉnh, chức sở huyện cùng các vị đại biểu, thì hôm nay bà con nhân dân trong xóm và thôn Hùng Trang có tổ chức mâm cơm. Trân trọng cảm ơn cá nhân anh Thắng, từ thiện cũng như là các vị đại biểu cũng như là đại diện các ngành, bà con nhân dân đã cùng nhau phối hợp hỗ trợ đến giờ phút này, công trình thành công tốt đẹp. Chúc mọi người có một bữa cơm giao lưu, tình đoàn kết càng ngày càng phát huy và tiếp tục phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời. Vâng, tuyệt vời, cảm ơn. Chào bạn.